chào mọi người nha. Hôm nay thì mình buổi sáng mình đi chợ Hòa Khánh, mình có mặt ở chỗ chứ chợ cũ Hòa Khánh á, có chỗ này bán chuối chiên rất là ngon nha. Mình hay đi ra đây mình mua. Chỗ này bán chuối chiên của dì Thủy. Đây bán những bạn nhiêu trái rồi dì Thủy? 4.000 trái. 4.000 trái chuối chiên mọi người. Cực ngon, cực hấp dẫn. Chiên gì thì chào Hòa Khánh. Rồi có bà phải ngồi phải coi. Mấy giờ sáng mới chiên gì thì? 3 giờ chiều. 3 sáng hả? Sớm gì vậy? Chiên bỏ mối. À chiên bỏ mối hả? Mấy giờ còn cho làm. Ủa hả này con đi ngang đây thấy ai chiên bán người ta? Chiên với ai? 3 giờ, 2 giờ dậy rồi. 2 sáng, 3 sáng thức dậy rồi lẹ vậy? 2022 là lên 4.000 rồi, hôm nhớ anh trước là 3.000 nha. Mấy bữa trước 10.000 ba trái. Chứ không có 3.000. Không được. 10.000 ba trái. Mắc quá con anh, dầu mắc rồi bổ mắc rồi cuốn rồi lên 10.000 ký rồi. Cuốn rồi 10.000. Vậy mình gọi. Cái này có bánh phải mì chiên chứ không? Bánh phải mì chiên là còn bánh nhớ quá vậy. Khoai lang. Thôi được rồi, anh xong. Để chỗ đẹp. Đây là bánh xe mì chiên. Rất dè. Cái đó chiên cho gì này hay gì đó? Chiên cho con. Hồi xíu một lấy. Ngon quá ha, thanh đậm. Chiên chiên gì thị? Chợ Hòa Khánh. Chợ Hòa Khánh thì mọi người gửi nhà có đi chợ có thể ủng hộ gì thị nha. Này không có đăng đại, không biết đăng trên nào, không chưa biết. Chứ chiên gì thủy đi. Chợ Hòa Khánh. Ủa giờ mình nhúng bơ bột nhúng hai lần vậy? Vâng. Hai lần đi. Hai lần chế chuối mới bự đó. Không có bột còn ăn chứ không có bột. Đăng kênh mới. Chắc đang đưa cho bạn của đăng kênh nào đó đây. Có gì đó, đăng cái gì đó cho chị thấy. Rồi nói gì gì mở cho. Chiên gì thị siêu ngon siêu ngon. Thầy tôi đi công chuyện á, dạ cô chiên cái bán cho người ta trước thì thấy thôi, con lấy hai giấy sao kìa. Chìm bằng sơ dừa hả gì thấy? Hả? Sơ dừa hả? Giáo dừa. Giáo dừa hả? Qua hôm để mà trước chiên dễ quay giờ để trong muốn trong hả? Tối hả? Không
Được số điện thoại hả? Số gì, số mấy? 03 03 53 53 73 88 44 44 7 7 rồi, nói hôm nay được rồi. Về luôn rồi. Không trái là phải quạt vậy. Chú chiên gì thấy 4k nha mọi người. Mấy năm trước chị bán 10.000 ba trái nha. Giờ là nó giá mặt giá liêu thêm nó tăng lên gì cũng tăng. Đó, nó không bán hay gì vậy? Chứ nó hút dầu hay gì đấy. Dạ không sao, bình thường. Cái này là bột, này là bột, bột gì vậy thấy? Bột gạo hả? Bột gạo, bột gì nó mì ngang hả? Hả? Mì ngang. Bột, bột gạo, bột mì ngang. Chứ này chữ sim ngon quá ha. Đậu nành nữa hả? Bột đậu nành nữa hả? Mẹ con có vô mua sao nó bị gã cái đó rồi không? Nhuyễn quá không? Thấy ăn cháo không? Mua mua cháo. Ăn cháo ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu đi. Hủ tiếu sao? Sáng có người tại chợ hả? Mua sẵn bạn không? Có gì không? Quạt vậy. Cái này cái lò này nó hơi khói ha. Đúng thêm hả? Chung hai lớp rồi hay gì thế? Nó xì nè, giá lại. Dạ. Yeah. Xì giá lại. Xì giá lại. Đây con thấy có con trái gì nữa không? Ép hai trái hả? Mình bán hai trái với bụi. Nó làm con trái mình hai trái. À, có con trái mình chạy hai trái dễ sàng. Siêu to. Này chắc con đang bên hai lúa ngao du quá. Tại vì có hai ba kênh, lúc giờ con làm hai kênh. Kênh Yên Miền Tây 63 với kênh này. 3 giờ sáng nó dậy chiên hả? Tới mấy giờ chiều mới nghỉ? Tới chiều có 11-12 giờ. 11-12 giờ nghỉ hả? Và ngày chiên được mấy trăm trái? Mấy trăm, đánh thiết của hủ luôn. Vậy hả? Ngày về kiếm được mấy trăm ngàn không? Được hả? Bỏ vô đây. Cái này vàng rớt ra mấy cái kia tới.
chưa nóng. Khách gọi liên tục luôn. Không có chiên thay được luôn. Chị chú chi chứ không xẻ mà. Vậy hả? Khỏi chiên thay luôn, khỏi chiên ngao thay mì luôn. Quá trời đất luôn rồi. Đang lấy tiếp. Đang lấy tiếp thì sao vậy? qua lại gì người ta đi mua người ta thích ăn nóng á. Hả? Có này của máy của một bạn đưa có mua máy cũ lại vậy. Ngon ghê không? Nào có tiền mua cái gì mua cái để dành quay quay nọ, quay bà con cô bác quay đăng lên mạng. Quay bà con cô bác quay đăng lên mạng. Quay bán gà bà nào cốt cốt quay đưa lên mạng hết. Cái gì vậy? Cái mẹ rất tiền. Chú con bao nhiêu tiền vậy? Để mai góp về ăn, đến nay mua chung. Quay bà mặt gà kìa, quay bà mặt gà kìa. Mình trả tiền luôn này dễ rồi, trả tiền trước. Ủa mấy cái đó có con trái gì vậy? Hai trái không à? Hai trái không? Hai trái không? Giờ đây cuối cùng mình đã mua được một bịch chuối chiên ha mọi người.